Chị ơi, tại sao thầy cắt chỗ phần sao dương nhạc? Sao dương nhạc nè? Sao phải? À, con thích chọn sao thì con chọn. Con thì mình nghĩ là cần một xíu màu trắng. Đây là màu trắng nè. Màu trắng với màu gì nữa? Màu trắng với màu gì nữa? Màu trắng với màu xanh dương. Xanh dương hả? Một chút xíu màu xanh dương thôi. Ok, được rồi, con quậy đây, nó đây à. Ok. Xếp màu trắng. See you, Jack. Có sẽ vẽ một cái cây. Yes, một cái cây à. Đỉnh nha. Cây gì vậy? Cái cây. Cái cây gì mà không có lá gì hết vậy? Trời, con đang vẽ một cái lá đây. À, con sẽ vẽ cái lá sau ha. Wow. Lời cây vẽ. Trên cây có gì nữa? Cây lá này. À, nhiều màu ha, lá nhiều màu ha. Sợ. Mẹ nhìn không thấy lá không được rõ lắm đó nha. Thở có trống gì bao. Tại cái cây nó còn ướt đó con ạ. À, nghĩ con quên lau cây á. Đó, bây giờ nó khô lên, con mình thấy con thấy rõ chưa? Mẹ cho con rút thêm một tờ giấy lau nữa. Yes. Gấp lại, gấp đôi tờ giấy lại. Okay. Gấp tờ giấy lại cho nó dày. Gấp làm tư lại luôn. Gấp một lần nữa thành hình vuông luôn. Đúng rồi. A square. Yes. Giờ con sẽ đem gì nữa? Con bướm này, thức ăn của con bướm là gì? Hoa. À, hoa. Giờ con thấy con bướm nó có đang đói bụng không? Dạ đói. Ừ, mình phải làm sao? Phải cho con bướm một vỉa một bông hoa. Ừ. Ủa, bông hoa gì kỳ vậy? Tức là con sẽ cho một bông hồng. Ủa, hoa sáng tạo đó nha. Ủa, hoa nó thiếu cái gì? Thiếu dưỡng chất lá. Ồ. Thiếu dưỡng chất lá, con sẽ tô màu đây. Chắc là không được. Ủi. Mình nghĩ là nó sẽ bị ướt. Con lấy cái cây khác nè. Dạ, có không cần. Cái cây đó ướt thì nó sẽ có bước đẹp. Sắp rồi. Dễ hả? Cái thân cây màu gì nhỉ? Thân cây màu đâu. Ừ.
cẩn thận chứ không thì nó sẽ bị vậy. Bị lé. Con làm gì thế? Con đang tô bột 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 ta vào trời. Con bướm nó là màu đen hả con? Con bướm màu đen hay là nhiều màu sắc nhỉ? Cỡ đỏ con sẽ tại có bố thích tại có thể vẽ bằng tay. Bầu trời xanh đám mây trắng ha, đẹp ha. Mây nó quăng quăng vậy hả? Thiếu một cái chỏ nè. Cỏ hả? Thiếu cỏ hả? Đúng rồi. Có cỏ xanh xanh cho nó mới đẹp đúng không? Sao con không lấy cỏ, con vẽ cỏ cho nó nha anh. Không, ở cái này. Cẩn thận từ từ thôi. Sao nữa? Rồi con sẽ vẽ một bột bông hoa, nhiều bông hoa cho con bút ăn. Nghĩ hả? Dạ. Nó hút gì? Hút mật, hút mật hoa. Mặt khô cho nên con phải vẽ nhiều hoa. Con bướm con chưa tô màu con bướm kìa. Cái nền đó để vậy nữa nè. Tiếp tục rồi cái này. Mẹ nghĩ là con phải cầm cái cỏ này để nó vẽ được hả? Xong chưa? Dạ cô sẽ vẽ chút bố. Mày cẩn thận dữ ta. Chị biết không? Con bướm mà hai cái cánh nó sao lại khác nhau vậy?
bướm gì mà dị quá à. Tại bướm ta thích phúc bạc thôi. Thôi tao hôn xong rồi là bướm đi bay giờ thì phúc bạc xong rồi là hút tiếp nó bỏ vô đây. Bỏ vô đây thì đó là bọc lại. Vậy nó bay vậy hả? Bỏ vô này nữa. Ồ, xong chưa? Bức tranh đã hoàn thành chưa? Dạ, bức tranh hoàn thành rồi. Ok. Sao con không vỉa cho con gà ít quả táo? Ờ, con sẽ vỉa một quả táo. Quả táo. Rồi con gà sẽ... quả táo dưới đất cho con gà nó mổ nó ăn. Quả táo có chiếc lá không nhỉ? Dạ có. Có hả? Ồ. Vậy là bướm và gà đều đã no tròn cái bụng chưa? Dạ, vậy đó rồi. À, bây giờ tới lượt Bon cũng cần phải uống sữa cho nó tròn cái bụng nha. Dạ. Rồi. À.